Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 2. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy đến với video chữa bài tập ở trong cuốn giải toán có lời văn lớp 2. Video này chúng mình sẽ đến với dạng toán 2. Bài toán có lời văn sử dụng phép cộng với ý nghĩa gộp. Chúng ta cùng với thầy làm bài 1, bài 2, bài 3, trang số 8 trong cuốn sách này. Bài 1, đề bài như sau. Phong có 8 viên bi, Quang có 7 viên bi. Hỏi Phong và Quang có tất cả bao nhiêu viên bi? Ở trong bài số 2 này chúng ta sẽ dùng ý nghĩa là gộp nhé. Bạn Phong là bạn có 8 viên này. Bạn Quang bạn có 7 viên này. Bây giờ gộp hai bạn lại thì tất cả là bao nhiêu viên? Thì ta sẽ dùng phép cộng. Bây giờ chúng mình sẽ viết câu lời giải như sau. Phong và Quang có tất cả số viên bi là... Hai chấm xuống dòng, phép tính của chúng mình là phép tính cộng. 8 gộp thêm với 7 nhé. Gộp lại 8 cộng 7. Kem nhầm được, kết quả bằng 15. Mở ngoặc đơn vị là viên bi. Đóng ngoặc, xuống dòng phép tính đáp số. 2 chấm 15 viên bi. Xong rồi. Chúng mình đến với bài 2. Đề bài như sau. Nhà Hương có 5 con trâu và 8 con bò. Hỏi nhà Hương có tất cả bao nhiêu con trâu và con bò? Bài số 2 này cũng tương tự như bài 1 thôi các em ạ. Ở đây chúng mình thấy là ý nghĩa gộp rồi. Có từ tất cả trong câu hỏi đúng không? Hỏi tất cả là bao nhiêu? Hỏi tất cả là bao nhiêu? Ý nghĩa gộp rồi nhé. 5 con trâu này gộp với 8 con bò thì gộp lại tất cả sẽ là bao nhiêu đúng không? Đây, phép cộng rồi. Mình sẽ viết câu lời giải như sau. Nhà Hương có tất cả số con trâu và con bò là... Hai chấm xuống dòng phép tính. 5 gộp với 8, tức là 5 cộng 8 đúng không? 5 cộng 8 mình nhầm được bằng 13. Mở ngoặc đơn vị là con. Xuống dòng chúng ta ghi đáp số. 2 chấm 13 con trâu và con bò. Chấm. Mình đã xong bài số 2. Tiếp theo là bài 3, đề bài như sau. Lớp 2A có 28 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh? Bài số 3 thầy cho mình cũng dùng ý nghĩa gộp rồi. 28 bạn nam này gộp với lại 15 bạn nữ thì sẽ ra được là tất cả số học sinh của lớp 2A nhé. Phép cộng đúng không các em? Gộp này. Bây giờ chúng ta sẽ có lời giải như sau. Lớp 2A có số học sinh là... Hai chấm xuống dòng. Phép tính là gì các em nhỉ? À, ta sẽ lấy 28 cộng với lại 15. Các em đã tính ra ngoài nháp nhé. Thì kết quả chúng mình sẽ được là bằng 43. Mở ngoặc đơn vị là học sinh. Đóng ngoặc. Xuống dòng đáp số. 2 chấm 43 học sinh. Chấm. Như vậy là thầy trò mình đã làm xong bài 1, bài 2, bài 3 ở trang số 8 cuốn sách giải toán có lời văn lớp 2 rồi các bạn ạ.